Anh Việt ơi, em đánh hệ Master với hệ hệ Magi này với hệ Hunter được không? Mà ghi này em ơi, em ở đây thì còn gì có tanh em. Magi ai? Đánh ở đây thì không có tanh yếu. Đi về thằng này bóp tim Ôi rồi. trời ơi, Ui, tili bóp tim vãi lùn, thề. thế máy của bọn streamer so Thành sánh ạ, máy con Tilly bóp tim vãi lột luôn, đang 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 đánh con đi gần chết rồi, đá mẹ đây của Tini bị xếp ở một góc đi mẹ để nó ôm mấy thằng ấy. ôi con mẹ nó ra mỗi lần không đéo ra nữa, bài lừa. đi con mẹ cái bài Thề. đâu biết Bài đổi bài lừa. như thế nào, đổi bài nào rồi. Đùa bài bài này mà gặp con Assassin chết nhỉ. Ôi, mày trao lại bà à. Kiểu như cái hệ là mờ kiểu ít chơi ấy, mà kiểu như là ít thằng chơi ấy kìa. Là Hello. anh lên ba đúng không? Đúng. Ồ, thì cái con Ogemagi này không phải là tanh anh. Có à, tăng ấy. Con đấy khá lực ấy. Em chơi ôm em game chơi thẳng mết đấy, mết khỏe mà. Thế thì thua vậy. Mẹ đen đấy nhỉ. Thề từ đấy là bốc đầu đúng một TD2 xong nghỉ mẹ đấy giờ. Kia mẹ thắng. Hứ. Vãi lồn Từ này, anh nghĩ đi đánh bia. Thảo Alo nào. Anh ơi. nghĩ đây. Con lên với anh. Mới bảo anh nghĩ đánh bia chụp ảnh không? Mới vào game em ơi, Vãi mới lồn, chỉ ông vào. anh thiêng thiêng vãi lồn. Anh em mẹ nó xấu anh đấy nhá. Xấu gì thế? Alo, alo. Bảo hôm nay chưa Hello, hello, hôm nay chưa luyện tập vui vẻ rồi. à vậy à? Hôm nay thiếu người, tí Hồng Anh về rồi. Anh em vào chơi. Ôi. À không, tí em cũng nghỉ rồi. Chơi đâu nè. Ui, mà học khỏe thế. Ôi. Hồng ơi. Mà đồn Trung Quốc Ô. xin này. Đó. Má Hay mày. ra nào, hay ra nào một game vui vẻ đi. 11 giờ em nghỉ rồi. Ôi mày này. Thằng chơi ao ao Đang đông cho mà. mày nó chơi đã. Ê, mất thằng. Đi mẹ bảo Ngọc khỏe thế luôn Ngọc. Lơ, tôi yếu vào lơ mà. Yếu cái gì? Tôi yếu hơn ông. Ê, mẹ Việt toàn vứt cái con Demon Hunter của tao vào trong góc thì nó tao khỏe. Cày vãi luôn luôn con lồn đấy. Ê, mấy con này Con nào nên hóa rồi. Làm hết cả team. mấy con nào mình cũng muốn mua ba con Warder luôn. Khóa lại tí mua không, nhưng mà em đang đánh hệ khác chuyển Ui hệ kìa. được em Khó đấy. quá. Nó Nó tiếc, nó tiếc. tiếc leo chuyển hệ đi. Ôi thua sói rồi, đủ má mừng thằng sói chỉ đánh Knight hoặc Robin Max thôi. Dễ thắng nhất. Đéo có đồ này. Gì ơi, mai 7 rưỡi 8 giờ đi rồi. Tí ngủ rồi, 10 giờ. Rồi tí nữa. Con. Ủa, cho. Tôi nhân phẩm lên rồi. Ôi ơi. Nhân phẩm tôi nó lên. Ủa. Vậy Hôm nào ra quốc cái sao đâu sao mà. ba ba bốn ngày. Đó. Mặc quần áo còn nhá. Cho vào cặp ấy. Để dần rộng cái nút ghia đi nữa. Bắn nó. Ui ui. Cái đéo ở đây.
nhỉ? Cái gì vừa xảy ra ấy nhỉ? Mẹ con Win Wonder Jungle này bắn một phát chết ba con luôn ạ. Để Winter Runner bắn thì thôi. Nhìn cái Hoàng Anh đã. Đang đâu hơ 2. Tula 2, what the fuck. Anh Quy rồi chơi đây. Đúng rồi. Anh chơi đùa đây. Chơi lùn. Giờ mà không có mấy con đấy 2 chơi cái đéo gì nữa. Thì phải ta tất cả 1 đây này. Phải đây thì nó có những cái anh ơi, cái con Medusa cho lên đầu đúng không? Đúng rồi. Medusa 2 mới cho lên, còn Medusa là 1 thôi. 1 thì để dưới thôi em ạ. 2 đánh. 1 thì mẹ chưa kịp ulti đã bốc hơi rồi. Má nó. Thế này tới con Blade 2 con mẹ rồi. Căng thế. Quá. Chơi rồi. Chơi đi. Chơi đi. Trời ơi, đéo mày. Gì đấy? Đá, đội bạn đã nằm hết rồi. Lầm hết xuống. Mẹ, cầu rồi. Cậu xa quá. Anh Việt TTV à, cục hết nhở? Hơi cục nha. Hơi cục với TTV Việt Mobile. Hơi cục với TTV Việt Mobile nha. Anh Thành vẫn tắt thích em bình thường cái này. Ở trên đây được 2 sao này Việt đây. Ôi, bạn đi lên làm gì nữa. Thôi, cùng đi về MOBA. Cấp 8 à. Mẹ, thấy con này của nó TB2 khỏe thế. Lại gặp. À, phát cộng được hơn 100 đam đấy, đùa đâu. Ui, nó bắn đơn gì à? Chán thế. Uầy, TB nó đá. Nè, cái nhấn, đúng cái nhấn anh bảo em mày, còn mẹ nó. Ờ, thua rồi Hoàng Anh rồi, mẹ bị. TB2 nó quá. Hoàng Anh nó khỏe lắm, nhìn tao ngay nó cứ bị khỏe luôn. Mấy con lồn. Tao 82% kêu tao khỏe. 82% thì kiểu 1% của chưa đánh giá tình hình chứ đừng có 82%. Mấy lồn 82%. Thế thì tao 82% mà. Thế thì thua vậy. Thua vậy. Đây có nước rồi. Rồi, nó lên đến nhà đéo đâu. Ui, đúng mà, ôi mà. Bẻ gì thế? Trời ơi. Con mẹ này, Magi 3 này nó khỏe vãi à luôn. Thế thì thua vậy. Ôi con mẹ chí mạng. Bắt đầu mega kill. Kinh ai rồi. Cơn ai này khỏe thế nhỉ. Bà nói anh yêu của chú bán luôn con Tero Blade kia đi. Bán đi để em lên hộ đúng không? Hay hộ cho hoa lão yên 2 rồi. Hợp lý không? Chú giữ làm cái gì nữa thật. Đúng rồi. Đó ạ. Chưa đổi được, đang chờ. Ừ, đang chờ, chúng con du lên đấy. Để cái nhà cái ốc kìa. Ui anh ơi, cái con ma kia này hello. Nó búp cho con Slimer này, nó bắn nhanh vãi. Đang chờ một con nữa ngon hơn sao, nhưng mà chưa có. Nhưng mà sao chúng nó mua mà đông? What the fuck, cái đội hình này mua mà đông? Để đấy. Ui chết mẹ quên. Thảo ngồi. À rồi mình toàn tăng chứ đéo hỏng được. Đéo có đồ luôn. Có được một cái đồ nào? Cứng quá rồi. Đi ăn vãi luôn. Anh em vừa 6 rồi. Rồi, ulti rồi. Em. Giảm
Ui đi mẹ thằng này. Rồi lại sắp hóa TB3 thì thôi. Rồi. Lại gặp cái thằng bố mày sẽ lên ạ. Cay thế nhở. Ui phải em TB đã. TB đã đâu thế nhở. Em đã râu bà đủ má đó. Em rồi. Ui, mẹ mày nó khỏe thế. Kìa, quay lùn. À, đâu cái thằng này? Gặp thằng Khải, Khải Quân đéo gì đấy. Thằng Khải Vân á. Ừ. Cái thằng em đấm cho phát chết thằng. Mày mày, mày giết bao nhiêu mạng kia của tao? Thế bài human thử xem. Bảo Ngọc bán con CM đi Bảo Ngọc. Con nào? Đây, con cầm gậy này. Bú rồi, bú khắc rồi. Bán đi anh lên hộ đúng không anh Việt? Lên hộ chỗ. Em biết mà. Người đàn bà hóa đá đi. Đúng vậy. Hóa đá này. Ôi mẹ cái con Tilly nó đập tanh cái bay cứ như là. Báo hệ cả lai này. Anh chó rồi hả? TB3 xong lại Daroba. Đội hình đấy thì chú tôi khuyên chú là một đánh chôn hay là lên đội hình combat đây. Đây, tôi đánh nốt con này để xem lên được gì đó. Đây anh Hoài khỏe đấy. Thua à? Anh khỏe lắm. Ui, về anh, về anh Thành D khỏe vãi lồn, quên trong đấy anh Thành D là anh Thành D châu vãi. Lôi cho em ấy. Ui, mình cứ trao mình tí cân hết đội hình anh họ anh Hoài à. Vãi lồn thật. Đội anh yếu của mẹ. Yêu hỏi chấm. Yêu hỏi chấm một anh. Anh lại thích lừa người anh Hoài. Lừa người à? Thì cơ là bạn thích đuổi nó này. Đuổi này, đuổi, đuổi, đuổi này. Đuổi nó này. À, đau em. Đau em. Lâm, sẽ thích đuổi này. Láo lồn này. Đi về hoành. Ui, hồi máu kinh ấy. Ui, hồi máu à, tôi chết rồi, tôi dứt rồi, địt rồi, mẹ. Quên mình đã vỡ. Tôi đứt rồi. Tôi đứt rồi. Hết cả hình. Ai gặp thằng này. Đang ba vàng. Lồn anh. Con mẹ nó. Con TB này của nó biến phát thành ba, nó đã đau ấy, lồn TB này. Đâu đấy? Được đấy, được đấy. Em đang ở đâu đấy? Mày nhờn. Không. Lắm rồi. Mai bắn đi. Út cả. Ui mẹ con Tero rồi. Bắn đi, đang bắn cái này rồi. Không, đang bắn cái này rồi, bắn. Ừ. Đây, mình thắng.
Tao lốt game tao về mà. Chị má. Ông bảo ai bảo bắn đi, tôi đang bắn rồi, tôi lốt chỗ này tôi về mà. Hộ. Thắng người đàn bà hòa đá. Mơ nó. Sao lắng nghe nước mắt im lặng đấy rồi. Thua rồi anh, đi về thua rồi. Nước mắt. Tôi ma nghe cầm mặt em. Kịp hiện này đâu có đồ này. Cầm ba cái thằng đồ gì à? Không có đồ gì luôn, cay lắm. Úp ra, trước khi chết rồi úp chứ. Đéo, sao sao anh không biết được ra do này. Tại vì không biết được ra do của anh à. Ôi ôi. 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 Má mày, má mày, má mày. Này, ngu rồi, ngu rồi, ngu rồi. Nói Trung Quốc cho Asin này, xúc sinh này. Đau quá nhờ. Này, Tilly, phát này có tác dụng này. Đá ngay con du của bà Ngọc đi. Ôi, 10 máu. Ui, bà Ngọc khỏe đây. Đã thắng được này. Ở Trung Quốc gạt giò rồi. Ở Trung Quốc này. Ui. Lôn bà Ngọc này. Này, gáy rồi. Anh Hoàng Anh trai hát đấy nhở? Bác trai hát. Thường nghe. Có khăn này à? Nhanh thế còn. Bác là đường một quân. Chút nào đây vào 8 rồi đấy. Đang nghe nước mắt này. Kìa vậy. Ui ui ui. Ôi ơi, khỏe lắm. Cho vào. Cho vào. Hồng hình, hồng hình, hồng hình. Thằng Trung Quốc là thế Assassin bịt mẹo, nó nhảy phát ra hết thằng sau. Hồng hình ghê thế. Ui, lồn. Ôi, bảo là người ta vào rồi. Còn bánh được cái thằng mẹ lắng nghe nước mắt đâu mà kinh. Lít rồi. Đang lắng nghe nước mắt kinh kìa. Kinh gì đây anh ơi. Em yếu lắm rồi. Đã chọn yêu rồi. Cái gì Ben? Cái kêu. Cái kêu. Cái ngay nữa. Ui, ui máu này. Sao sao gãy 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 đi. Đi. Kéo phích được hai con nồn kia nhỉ. Cay máu. Eric mà, đây rồi. Vãi lồn Eric mà. Lừa, do hai ba ra Eric mà. Anh Việt đây. Ơi. Anh xem cái giải của bên Game Home chưa? Giải áo gì? Giải áo là. Ừ. Trời sao? Giải to phết. Ừ.
Mẹ, lệ phí của nó có 20.000 thôi. Tụi mèo. Kệ chứ. Nhìn đôi hình của tao này. Hưng. Mèo. Good boy. Đi rồi. Đi coi bất bại mẹ ơi. Ủa gặp nó luôn. À đi con mẹ mày, chó sói chết luôn ạ. Lồn. Lồn. Mẹ con mẹ mẹ ơi về luôn ạ. Lồn mắc mẹ chuột về. Liều quá lồn của mẹ. Tháo quá lồn. Nghe ơi, đang nghe đang mắt ơi, đang nghe đang mắt. Gì anh Thanh Lê kìa. Lại lìn, mày vừa dập anh xong với lại anh Thanh Lê. Dập gì anh đây? Anh Việt kiếm đâu con gà đẹp thế? Quay được em. Mày điên à, đi con mẹ. Mẹ. À, yếu của em chung hồ quá. Dạy mấy thằng anh có mẹ mắt dạy. Team Chôn Clay à? Người anh Thành Lê đánh Team Chôn Clay với Đồng à? Ôi bú lồn ơi. Anh đánh Assassin với Đồng. Tịt con mẹ mày thôi, hỏng rồi. Anh em với thập cầm được không? Thì mẹ bài đấy khỏe vãi lồn, cầm con cặc. Ui, thì mẹ Eric ba vừa mày mất được con Clockwork đi là xong. Thôi xong em bên đấy rồi, nên giáp cuối rồi. Chắc là mày định để con Bắc 2 mới thay vào đúng không? Mà thì mẹ đã có cái này ở đâu được ai đâu vậy. Người anh của tôi vẫn chơi bài chin à, bài huyền thoại với anh Bucky. Tôi lại bú lồn rồi. Các bạn úi đi các bạn trước khi chết thả anti đưa năm sao ôi đi cục lồ thịt mẹ vẫn lồn thế lắng cái nước mắt úi rồi 15 máu là ít. Anh bảo Ngọc mẹ một đống con sắp 3 sao nhưng mà không lên nổi buồn. Yên ơi anh rồng đã lồn thế. Ui rồi Thanh Lê giết cho quả đau quá. Đà râu quá, đà râu quá, tê bê á. TB này, này thì TB với tao à. Đi con mẹ mày. Thêm 2 cơn nữa đó. Đúng béo. Vì anh ấy mắt dặn lắp cuối này. Chết vãi lồn. Lồn gì đi em. Ai chơi với em. Gì đi anh. Vãi lồn. Thôi xong rồi. Siba, anh Thành Lê khỏe lắm kìa. Mày đang ngon. Làm nghe nước mắt khỏe thế. Nó này gọi là solo vãi lồn. Người anh Thành Lê. Nha. Đừng thả anti mà chết. Địt con mẹ đéo thả anti vãi lồn nhưng mà vẫn thắng. Thằng này đéo làm gì tao. Địt con mẹ top 1 cái. Mày lại đéo pick được con kia nhỉ. Đi về thả cho em thêm tên nữa đi. 1-2 tên nữa đi. Úi dồi ôi. Cái gì vậy. Yeah.
không kịp rút. Ê, mẹ cái thằng kia đã đứng. Đừng làm thế với bạn. Thịt mẹ ơi, Việt căng hết Việt đây. Chị đánh được cái này. Bạn đã chết rồi này. Ui, cho bú lồn rồi. Em pick được con kia là chú Quốc khỏe thế. Ui. Thế không pick được con nào mẹ lên được. Ôi. Bà không biết được con nào e nào. Con mẹ ăn dòng này. Uai. 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 Cậu bạn mẹ tiền như mày mẹ gà hung hăng nó lực này đánh sao được. Em lực gì đánh được ai đâu anh. Anh vừa nằm sấp mặt với mày đây, đánh được ai? À, khó quá. Thế bộ ba đi cân tiền tin đi ba. Lừa. Ôi vậy gặp phần lắng nghe nước mắt rồi. Thua này. Mày chết anh rồi, con đỡ được rồi. Gì nhỉ? Kéo bích được con thầy phù thủy kia đi. Thầy phù thủy? Mày mết như cái lồn. Thầy phù thủy à? Khả năng được. Thế thì... Rồi, bích được rồi. Bích thì làm gì trời? Xuống kìa. Người anh Thành Nê bán DK đây, người anh Thành Nê ơi. Alo. Có thể bán cho em một con DK được không? Mẹ lùn. À, đủ chơi quá anh ạ. Người anh Thành Nê chơi DK, bốc đéo. À, bốc đéo ra. Mẹ lùn. Wow. Thịt mẹ hai con tê giác cái khỏe vãi lìn. Thua rồi. Em chết rồi. 1%. Trời đu, tiền mẹ nó chết rồi. Xong rồi, tạm biệt anh em nhé. Mẹ anh này biết mà đéo biết được. Khổ. Thiệt anh Việt gặp em à? Điện đấy nhờ. Chảy quá, thôi không qua thứ nào em. Mệt. Chơi OE chấp nhận rồi anh, em nọ cũng thế. Khác gì anh đâu. Bây giờ anh hên vãi đồn. Cái gì anh thay em hên? Alo. Rạp cuối này đi. Búp máu cho ra cả xung quanh luôn. Rạp cuối em ghép, em tính ghép đồ rồi, em xem đồ em ghép mà. Ừ nhưng mà em nhặt được đồ đấy mới quan trọng chứ. Nhặt ừ nhặt được mà. Hên mới nhặt được. Đây là gọi nhân phẩm anh đây kiếm nhân phẩm mà. Ngôn Trung Quốc đánh bố anh, à chó này. Anh Thành cũng rồng đây, rồng hai đây. Rồng hai mà anh Thành gặp hết rồng em rồi. Nghe anh Thành đây này. Ui sao anh Thành để còn con cây hai này. À, thưa mày, ở cây.
Anh thành cây 2, bơ 1. Bơ xin bột. Bắc 3 kìa. Ông cầm hết bắc của mình rồi ạ. À, anh thành một lên dòng 3 đi mất đấy. Ba con đùm vãi lồn. Dòng 3 đấy. Ôi, 2DK rồi ạ. Vãi lồn rồi, nào mình đéo lên được ạ. Vãi lồn. Căng ấy nhờ. Anh Thành ơi. Sao em? Kiếm đi con cờ lai thôi, bỏ con mấy con cây với cả con cái kia đi kiếm hệ cờ lai anh. Không giờ nó bất tử anh ơi. Không cần đâu. Không em thế mấy anh chuyển sang mấy con cờ lai mà đánh, khỏe lắm. Mình nhìn tim anh nhá. Ủa. Không tim anh nhưng mà hai con cây kia nó vô dụng vậy anh. Thì anh biết tim kia nó khỏe rồi nhưng mà anh cứ có tiền thì cứ đổi sang con cờ lai mà đánh. Con hai cây bây giờ nó có tác dụng gì đâu. Khỏe đâu anh. Con cây vứt đi anh ơi. Cây nó không có tí tác dụng gì, em thề với anh luôn. Hôm nay em chơi cây em vứt đi phát em thay con trao hay là con gì khác, nó khác biệt luôn. Ô vãi lìn đít. Em bảo rồi, con cây của anh nó vô dụng kinh khủng luôn đấy. Vãi cả lô. Cây với cả con anti ma dê của anh bây giờ nó vô dụng luôn đấy. Đúng rồi, đít con mẹ A mày. Thắng rồi lại đi server cái lồn gì này. Anh ơi, nghe em. Kiếm con trao với cả con Abaddon thay vào cho nó đi, được hiệu ứng cả like nữa. Anh đang up 10 rồi ạ. Không, ý là anh nhìn thấy anh mua luôn đấy. Còn 50% mà nịt mẹ. Anh up 10 anh up 10 anh thua, thề. Bây giờ anh không đổi được hai con kia, anh thua luôn. Cần 9 anh thắng, nhưng mà up 10 anh không có, anh thua. Up 10 anh cho thêm con gì vào. Hả? Up 10 anh cho thêm con gì vào đâu, tác dụng gì đâu. Chú không nhìn thấy bom mìn anh đứng như chủ chồng kia à? Bom còn tí vào làm sao mà đánh được. Là nghe được mắt kia cho một hit. Nó lại còn lại đánh Huệ Hummer, nó đấm phát quá chiêu thì đen. Ui, mẹ con trao. Con trao bà thế. Thua vậy. Gà hô gan hơi bị khỏe. Con trao cân ai của nó bà thế. Anh ơi, như em đổi hai con cây mà tìm ra dây cái gì đó. Mỏng dính định vậy. Anh cần có like mà anh, con bom vô dụng mà. Cho con bom hay con action chết. Thôi anh cứ thử đi, anh có nhiều máu mà. Nhưng mà giờ anh quan trọng là anh phải đổi được hai con like. Thí dụ nên kiếm cả con Luna cho anh, 4 con like. 4 con like thì được, chỉ là dòng bất tử ấy. Dạ. Ừ dạ, bao nhiêu dạ. Ừ. 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 Mẹ lừa với lìn dòng lực tê. Alo. Alo. Chơi. Đại tí sao xong rồi? Sao 36 rồi? Xong rồi, mẹ không đi ở đâu. Anh ơi, kiếm trao, kiếm cái like anh ơi. Thôi mà thôi anh ơi, anh nhìn con bom của anh chưa? Không tác dụng luôn. Sao thế, con bom khỏe vãi lồn. Bom nhưng mà mẹ đi tìm cái like bom đặt sao được. Đặt phát chân luôn bạn kìa. Biết anh thế. Ơ, ừ. Ôi anh vứt con cây kia phí rồi. Chỉ cần hai con à. Đây em đâu ra anh ơi. Bom hai. Đây. Anh kiếm một con con trao con gì đấy để kích cái dòng cả like của nó lên anh ạ. Cái hiệu ứng ừ, đang kiếm con bóp được con đéo rồi. Đấy, bom hai rồi. Hứ,
Mày nhớ chưa? Gọi anh. Hừ đi anh. Alo anh Việt ơi, em có ông anh nữa nhá. Ừ chắc là đủ. Ok anh. Anh nó nghỉ rồi. Đang ở phòng nào? Ừ. Giấc mơ tầng 3, chưa nhìn đi tầng 3 bao giờ. Sao mà ra tầng 3 được? Rồi, em nhìn tầng 3 rồi. Tầng 3 là tầng băng mà. Chắc thổi chết mẹ mà đồ mất. Thịt mẹ tầng 3 nhá. Ngày thổi với cơn ai em nói thật với anh thì mẹ mà nếu thế nào nữa được luôn. Anh giờ bom nổ, con máu gì anh? Anh Thành nhìn đi chưa? Bắt đầu có cái giáp kia thả bom đến con máu. Wow. Ui, dòng dòng anh hành khỏe. Chơi được, cố lên anh. Chơi được, yeah. Chơi hộ gái. Con trao cơn ai nó ba. Các bạn là bọn nó có cái giáp kìa, anh đàn bom. Không thể đánh được. Bụt má. Sắp không ra được máy bay, không. Cần cơ. Cho vào đi kìa anh. Ô. Ôi da. Ôi da, ếch mai sao căng quá nhờ. Nổ bông. Sau cơn này ba thì mẹ có cái giáp xương kinh khủng vãi hồn. Cần hết cho này không? Cần hết. Cần hết kìa. À lấy bó tử, tìm bỏ gì này. Không, không cần được, cần sao được. Nói đi. Shiba. Sắp xong rồi. Đánh căng ấy, ra 40 à? 40 rồi. Chết rồi. Lột má mày. Anh Thành có lẽ gần chết. Em mắc quẻ thế, thế cả chôn. Cái nhỏ địt mẹ bốc hơi rồi. Dạ bốc hơi rồi này. Ôi ơi thua mình kìa. Con rồng anh nó không hiểu. Con chôn em mà búa xét rồi. Vì mẹ mày lên cái 70 attack speed thì mẹ đều nắm đồ với đồ. Con chôn em với con rồng. Quái vật luôn ấy. Ai đã đồ bị? Con chôn em với con rồng ấy anh Việt. Quái vật cực, nắm đồ cực, full đồ luôn. Ừ. Rồi lại đây mình số 3 rồi. Trời ạ. Tiếng ai chưa nào? Đập lobby, alo. Vào, yo. Em là lobby này. Đây, anh Quân. Đập đi. Anh Quân. Nghĩ ơi. Càng quay Quân ạ. Nghĩ. Anh Quân. Anh Dũng mà gáy phát thì ngỏm mẹ top 7 luôn đi về luôn thì cơ mẹ.
Vâng, rồi anh Việt đập sắp. Anh Việt đập đập sắp 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 màn hồn. Đi con đây. Anh Thành ơi, anh Thành. Sao? Anh bốc bốc hết dòng nha, em thề không may không bốc ra con nào. Em không dám bung tiền ấy. Bung tiền em thua luôn ấy. Anh Thành anh cái dòng 3, sắp dòng 3 rồi. em cầm con DK rồi mà, anh lên sao được? Anh lên dòng 3 thì em thua. Mà anh không lên được đâu. Không phải để anh lên dòng 3 được. Trận đấy lủng quá, quay quái thua hết sạch. Từ level Asme gửi đấy. Từ level 9 anh đít mẹ toàn tạch quái, đít mẹ em lên thế. Em anh không có con tao tanh phải không? Không có tao tanh ấy. Con chôn em một mớ đồ luôn. Hai cái hyper store này bị anh lên lên được cái gì attack speed tí. Ừ, căn bản trận đấy là đéo có được cái đồ gì. Chứ có đồ đít mẹ có khác. Đấy các bạn, anh vô Steam khác á. Thì sao là em cho anh sửa. Cứ át thẳng vào cần gì phải vào cái bản Steam. Có kẹo rồi, đi qua thôi. Hôm trước anh em mình chơi rồi với nhau rồi tí. Việt ơi, có quay ở ngoài được không? Thôi ở vào trong quay thôi. Anh Nghị đâu anh Nghị ơi? Anh Nghị. Cho tí nhá, chờ tí anh Việt ơi. Bắn lúc này về. Anh Nghị ơi. Ông Nghị đâu rồi? Lại đi. Anh gọi nhắn tin cho nó. Nhắn tin cho Nghị đi anh Việt. Anh vào Steam khác rồi. Vào Steam khác. Ừ. Ở đây Steam này có rồi. Anh em mình cọ sát từ trước thềm giải đấu. Quay lại. Bỏ quên lên. Quên. Quên rồi. Ây da. Bắt là gì đấy? Anh Thành ơi. Sao? Bỏ tuần sau nữa em tổ chức cái giải có gì tham gia nhá. Cho giống anh đi được. Giải gì em? Giải auto cheat ở 39 cầu diễn anh ạ. Ừ. Tuần sau. Tuần sau em auto cheat ở cầu diễn em đánh được ở nhà với anh Việt. Không được, online em. Online à? Ừ. Anh ạ, thế này lại xuống à? Đầu tháng sau. Tuần sau thì ok. Tưởng tuần sau ấy thì ấy quá. Anh em sau là anh bung giải em phải đăng ký. Anh em phải pass phòng gì ấy? Không bất kỳ miễn phí đâu anh Việt. Không được em. Anh đang đi xin tài trợ rồi xem giải thưởng xem nó bao nhiêu. Biết đánh tiền chưa? Biết đánh tiền. Vui. Anh vui nhá. Ờ anh vui thôi. Quân à? Rồi 6 người nha anh nhá. Ờ ok. Yo. Anh Nghị đâu? Anh Nghị chưa chơi đâu, chắc đi đâu anh em chơi. Ok. Anh em mình cọ sát trước thềm giải. Sát. Anh đi anh chỉ lấy tạm chức vô địch đi vai về thôi. Em thì là vào mong muốn em là thằng em đưa anh dẫn tay vào chung kết. Hai em vào chung kết. Em hôm với hai em. Em cố gắng lắm rồi Quân ạ. Em nên vì sao ba lại ba rồi anh ạ. Thực tế này đánh ăn luyện mấy combo khỏe vãi lồn anh. Tịt mẹ, mấy chú còn kém gặp mấy thằng Queen kinh thì nó gõ to đâu. Queen kinh nó gì ở trong này cái trò này chỉ là đánh bọn gỗ nó ngoài ảo thôi. Còn đánh ở đây này, để lên danh mới là vãi đồn này, toàn đều bao kéo xuống. Quân thì nó không sang rồi, anh với ai sang? Chưa bao giờ anh lên được ngựa chín luôn. Không phải mà đánh đây rất là khó hiểu không? Ai cũng trách bài nhau rồi kéo nhau đi. Quân về. Hôm trước còn xuống top 9, địt mẹ tù. Em từ lúc chơi rồi chưa xuống tàu phát đàn hay quá. Có thỏ nằm ngoài, quân nằm trong. Em thế. Ai xuống phát được vậy? Vãi lồn địt mẹ một cái thế, vãi lồn địt. Sắp nãy ở nhà anh em qua trẻ riêng anh đều đánh mà trẻ riêng ngoài anh vứt rồi
mẹ lồn. Cái trò này có cả giải à? Không, bạn trẻ nói anh phải mua lại mẹ luôn. Trò này có cả giải à? Không. Nhưng mà anh bạn ra đánh răng. Em chơi này. Có như đưa này đây, anh mua cái mới không? Em chơi này không? Bé lớn em chưa đây, em đánh răng chơi trải. Chơi cái này với lại cái con lồn anh, gì anh vừa mới học chơi cái này được, hôm nay là ngày thứ mấy. Lâu kém vào trong này đấy. Anh á? À? Anh thì anh á, là anh không biết đâu, anh phi hứng. Anh về với vợ với con. Điểm gì, điểm gì? Địt mẹ lại ở cạnh quân B. Lúc nào cũng ở cạnh quân B là than thôi. Anh Thành này. Là quân B. Nó nhiều vẫn lìn ý. Xong rồi nhận lính ở quân B. Thế anh sợ vãi luôn. Hôm trước còn gặp quả ông gì nhỉ? Kiểu đứng ở nhà này, em làm gì cái là bắt đầu. Ê quân B làm này, quân B làm kia. Mẹ nhưng anh toàn kẹp mày với cả thằng Hiệp địt mẹ nhìn bài hai thằng bên cạnh thề địt con mẹ nản mấy lìn đi. em muốn nhặt vào rồi lúc đầu nhặt mấy cái chất tướng ấy anh em mày, nếu mà kiểu có cùng người cũng chọn cái con tường đấy thì nó sẽ ra ít hơn à? Đọ nhân phẩm màn đọ nhân. I bring the spark of death. Đấy, ôi ở cạnh quân B trông rồi. Chưa. The Down Ranger 2 luôn. Sao mày hay chơi The Down Ranger quá ta. Mày đâu. Hay chơi The Down Ranger ta. Thằng Hiệp nó chơi, anh có chơi con này bao giờ đâu. Đây, đúng nhặt rồi. À, đúng. Anh tôi vừa được con ngựa mới thả lao bốc bài. Ngựa tím đẹp đấy. Con này tím á? Không. Anh Việt mở con ngựa tím. Anh ngựa tím nó dễ mà. Dễ mà càng. PLP Zik là ai đây? Ôi trời ơi, tôi hack bài mẹ rồi, thề. Đến hay à? Ai lại bắt kinh như này? Ui, mẹ em được cái voice tone kìa. Cho anh đi. Nè. Đi mẹ thề, anh chỉ kết mỗi cái cục đá xanh đấy rồi. Em để cho con mắt này đơ ở phần lâu. Nó xe ngon vãi lồn. Ui dồi ôi, gặp ngay ông. Một level 4 ạ, vãi lồn ạ. Gặp ngay ông Trung Quốc con AC2. Chơi ta. Anh coi anh có chờ lên bên em gì lên rồi. Lô. Ông mờ bút mẹ Ender đâu. Chấp 2. Chấp 2. Chấp 3. Vãi lồn bút tiền lên 4 luôn. Vãi lồn ạ. Đi. Ui. Đi mẹ đưa. Tôi cho bác con cái voice tone quả là đúng rồi, đi con mẹ mày chịu quân. Quân Belo mày làm được cái điều điên rồ. Đứa lẻ á? Thôi anh chơi Gobin thôi mà. Không, ấy là lấy tạm về cho đủ đồ hình cho lát bán. Thì ớ, thật sự là... Nên còn hướng cho này á? Ừ. Hôm trước quân B bảo là con này để đầu để tích mana để bắn ulti. Con Tinker ấy. Ông nghe cuộc sống đã ra ro SS quắt trời heo. Hãy chơi với em đây. Đi đây anh Việt, nhầm rồi nhá. Fuck 2 này. Hả? Ủa, mày đánh được. Lại gãy với anh Việt tớt hai khỏe thế kêu gì bộ con tớt rách em ạ. Tớt rách nhanh em thích đấy à. Kinh linh kinh ông kinh linh tát mình phát mốt
bài toán nhé. Này à? Ừ. Bán gì à? À, anh hay chơi Gobin với cả Drui. Drui dễ lên, sau Gobin khỏe. Mẹ lại gặp thằng nồn này, cái đéo nào có thể gặp cái thằng phúc này vậy? Không ai lên Drui mà. Khỏe vậy luôn. Không ai chơi Drui. Ủa nhưng may quá mình vẫn giết nó. Vừa gặp việc Boba tí thua. Quân B khỏe bắt lồn, Ultimate 2 sao ạ? Gặp Việt MOBA tí thua tát mình, mẹ sắp mặt lồn, còn ba vẫn còn ba quý ba con. Tí thua. Em thua cho đảo quân. Nani. Em tát anh, em còn nguyên ba con. Nani nịch gơ. Em kêu vườn chết là sao? Nịch gơ. Anh biết nghe câu cú lừa không? Anh biết câu cú lừa không kìa? Tất cả đều cú lừa. Nhưng mà... lừa nhá. Cái thằng thứ 6 không phải team mình đúng không? Không, thằng thứ 6 ở Trung Quốc không phải team mình. Ô thế ông PL, EZK không phải team mình. Có. Ông nào? Có. PL, PZK là ai? Mới tham gia hôm nay không? Bạn Quân. Bạn Quân à? Quân đánh kèo hàng ngày thì vào Grab. Ô, tham gia là bang. À, bang. Khổ. Ô thì mẹ Quân. Glenn. Ui, ông nào khỏe này. B này, vãi lồn. Quân ơi, em có thể tránh xa anh ra một tí được không? Tí thua là nghe nước mắt này. Thua này, anh Quân là thua được. Hơi cú lửa nha. Ghê vãi lồn. Tí thua. Thôi anh, thì mẹ. À, tí mết anh khỏe vãi lồn. Ui, đi mẹ, đắc ở nắc ra nhiều rồi. Nhưng mà tại vì đang chơi team Gobi nên Avalon thảm gì cả. Tên tạm bước đầu thôi. Phải đẹp phải lồn. Ê, phải này. Ui, chuyện tình cơ 2 khỏe thế. Bây giờ ông PL Pizik khỏe vác cả lồn ạ. Nhân phẩm đấy. Tôi bốc, đa toàn đấy với con 1. Bốc hên vãi lồn. Đưa ra tình cơ 3 đấy. Sao? Bài cái lồn đi. Lại xui rồi. Đen rồi. Bốc này chơi mẹ Hunter nhỉ? Cô khỏe nhất. Khỏe đâu mà khỏe, và vẫn. Con B mạnh vãi lồn à. Chỉ sẽ thằng Trung Quốc kia cũng khỏe kìa, vãi lồn rồi. Si ba. À, nó uy quá. Ba. Quân của cả đó, có Archimedes rồi. Đắp Archimedes 3. Ăn. Sao đây nó bắn nhở? Nó đánh con này trước là thắng. Nghe thấy đau mồm quá. Bài nó ra thiệt này. Bài khó vãi lồn ấy. Ôi, bài Quân kìa. Còn ra con 4 sao rồi. Yeah. Nào. Bài em. Vả vật. Nó cứ đập vào mắt thì làm sao không nhìn được. Dỗi đấy. Đéo chơi đâu ấy. Dỗi sao lắng nghe này ngồi trong đít anh cái này. Thì em yếu vai lồn này, chán được ai cả, toàn thua, chán quá. Đánh thế đây. Anh tính chơi 7 tháng bây giờ là
Lick nothing streak ở đây em ạ. Toàn gặp anh Quân thì mẹ mày đen vãi lồn. Đéo đồ luôn. Lồn. Đủ. Người mình yêu khóc, nước mắt đang hay dâng kim nắng. Bao đây chưa? Em nhân phẩm tốt không? Năm con sau nhá, ra ba con này ở đâu? Ra thêm bốn con này, có hai con này nó lên ba hết. Nhưng mà đéo ra Gobin nữa để mà lấy skin hồi máu ấy. Bây giờ chả thấy thêm con Gobin nào nữa. Nó có tính cho mình à? Chỉ có Gobin đúng không? Nó có hai con Gobin. Đâu có hiệu ứng hồn máu. Thua rồi. Ui. Anh sao gặp đéo ai anh thua này. Ngon. Phải vậy. Ai có què tàu đá lồng thua. Thằng này cũng khỏe đấy. Đưa anh cũng đang trong tình trạng giống mình rồi. Ha. Lên. Đít con mẹ thôi thôi. Anh em mình trong tình trạng đánh đâu chứ đấy. Hết chịu anh. Ui giời ơi. Cuộc sống nó không giống cuộc đời đấy. Anh lick lodging stick high rồi đi. Điên quá anh ơi. Bài xấu quá. Thì em thua tao xoáy luôn rồi. Để mạnh đỡ đỡ coi kiểu gì luôn. Anh Lê. Rồi thì anh chắc rồi. Mồm này thích đéo rồi. Tôi bu lại rồi. Tôi bu lại rồi. Tôi bu lại rồi. Quân B đang phát 10 máu à, vãi lồn toang. Quân nó thật thông. Hai anh em chạy theo nhau. Ôi anh Thành cũng đi theo một đeo của anh Thành. Ba anh em bám sát lút. Anh đẹp lắm. Thôi cái này vẫn còn ăn được, chưa cần đổi. Không như luôn. Ui cái máy ông đang nghe nước mắt này. Em yếu lắm anh. Anh thắng em đéo đâu thua này. Bốc hơi luôn. Ui em khỏe vãi lồn, em comeback rồi. Thằng đó là thằng lồn nước ngoài này. Mẹ nó trâu quá. Được anh comeback rồi nhá. Comeback gì đây, toàn hết đít rồi, comeback rồi đây. Lồn nước ngoài này. Đưa anh, em thích đeo lắm, mày bán hay đi em. Thích gì anh? Thằng này đẹp rồi. Thằng cũng queo rồi đẹp rồi. Đấy, rùi quanh đấy. Bây giờ mới khó, không biết bỏ cái này ra bỏ nào. Sao? Chỉ có gì bán cái này đi. Bán thằng Abaddon đi. Thì mày đang đẹp à? Rồi là mình thắng thằng Trung Quốc này. Là nghe nước mắt cầm bách nhá. Mẹ chơi combo ra ru. Combo mất. Khỏe lắm. Gì đây? Anh Quân. Mẹ anh Quân thay em đi anh Quân. Vậy luôn. Phải lên 7 thôi nhỉ.
Thằng em thì con mẹ dụng cái đít rồi, người ta vẫn để ý ạ. Thế thua vậy. Na đó ta. Ôi tao xóa chết rồi. Quên tao xóa, quên rồi. Em quên. Quên luôn, mất con. Em thua luôn tao xóa, em mất 10 điểm luôn. Tại có mấy nhà? À, anh mất 8, mình chết là một con. Em mất 8, 8 máu. Hết cả giác quần. Cái gì đấy? Cái gì hết hết cả giác quần đấy hả anh Việt? Quần gì? Ôi quân cũng bị sói cắn chết rồi thì em. Vâng em quên mất. Em không có đam mày đâu. Em có dồn đam không? Chưa biết không để con. Phát ra hai mùa gà lóc vừa đẹp hả? Ừ. Cái gì đây? Nani. Mày bấm một cái cho bà. Đề lò. Em đi lò. Không phải tại nhiều người chơi Robin quá. Người nhà nào cũng có Robin mà. Yeah. Robin này. Robin này. Rồi. Vì gặp Đức Anh gãy này. Em thua rồi anh, gãy gì anh? Anh gãy này. Dùng khỏe lắm. Nó hóa bệnh thôi chị. Thưa anh, nó gặp Doom rồi chết mà. Cái Doom đi. Abaddon đã xuống mặt chị lên. Sao Abaddon không hút gì à? Đau. Ăn thua rồi. Đen nè. Ra luôn. Nghĩa là nên bán mạng thôi, Abaddon nó ra hợp lý hơn. Đó, hợp lý hơn. Tròn này ra. Mẹ nhìn thằng, xem thằng hàng xóm buồn với Lin đi. Không Abaddon như lộn. Đời chỉ là thế thôi. Thân con nó đủ luôn. Con nào không thiếu ba hết hả? Thiếu con lên đây. Quân bị. Có mẹ nó vẫn có gì. Ăn không? Ê, nó khỏe quá. Ăn câu mê này đầu. Xoay đau quá, xoay chung. Ui, anh thấy đau quá. Úi dạ. À! Mất mẹ chuỗi quyền đùa. Chúng hơi nhanh này, em kiếm mấy mình chăm chúng hơi nhanh. Sao cả bây giờ mình nhớ rồi. Kiếm được con nào tăng đi. Không ra con này thì đừng chua mẹ luôn rồi. Lùi nó lâu quá. Mẹ luôn. Đây rồi, lên đi em rồi. Thì mà nó xả hai con kia xuống. Không sao, vẫn khỏe, vẫn khỏe. Sao sau phát này mình cắm bách rồi. Không đủ ba con lần vẫn ăn mà mình vẫn ăn này. Cố ra rồi rồi. Con mê khỏe đấy. Xoay đều, xoay đều. Ui, may vẫn chống được cái gì. Anh Việt thì cắm bách rồi đấy. Đâu đi tập bách đéo đâu hên đi. Lại hên rồi.
Thôi xuống bit shop 2 vậy. Xuống bit shop 1 chứ quên. Phải thế. Chẳng đen quá anh Quân ạ. À. Để phải đeo bài chơi. Chơi cái bài. Bài chơi cái bài lồn này đéo có tiền. Vì thằng đéo nó phải. Ô mày mới đỡ được. Hủy diệt. Mày đang hủy diệt. Mày đâu ấy, con rồi đấy. Thua rồi, thua rồi. Diệt vãi lồn. Là quái này. Em thua là quái tiếp. Quần bá đạo vãi lồn rồi, chuẩn bị ra du bà. Thua rồi. Nào, tôi có đọc bài em ra tệ. Dỗi vãi lồn. Hàng về rồi. Địt mẹ nó. Đâu tại có mạng băng quá. Hay không bạn? When you play with Lena, it's hello. Em báo chị rồi chưa? Sao vậy? Khó, thua. Ok, thế bây giờ chồng phải làm gì? Lại thua rồi thì mẹ dàn dàn nói à? Thua nhưng mà biết là nhưng mà gọi về đây bảo chồng chứ không nhầm gì. Đều khỏe gặp một lần đấy. Nhầm ok gặp lên chứ giống mình ạ, thì phải mình lủng luôn này. Thằng nào đeo con dài SS2 ạ. Vãi lồn. Chú lực với Linh đi. Ok. Ok gặp lên này. Giết người rồi, pick theo mình ạ. Cái dao này 3 sao vẫn thua. Ấp lên 3 sao luôn à? 3 sao rồi mà vẫn thua rồi. U mê mặn mà. Cơm rồi. Cần nhiều con 3 sao vào. Là sao. Tôi nhắn cơm rồi trả tiền. Chủ viên cơm. Hái nhẹ lỗ tai. Ôi nhá, có con này hà. Mẹ lên 3, đẩy con 3 lên đầu. Mẹ ngồi bức hết bóc của tao luôn nè. Mai đầu anh hói luôn. Ok, có gì. Khi nào chồng mang sang chồng quay ra tụi gọi. Ok, không buông kia. Vừa mới định nói luôn á. Gà đây. Đây rồi. Không, hồi nãy con kia. Rồi, anh quên, quên, quên. Ủa, phải lồn đấy nhở? Phải có được không, phải lồn. Nhưng con đây phải để lết thôi chứ, bây giờ cũng chưa dùng. Bây giờ là ăn không đều rồi. Ula ba, wow. Việt mua ba dây rồng à, vãi lồn ạ. Không phải mà làm kéo. Thả rắc rồi nắc ra. Trường lên. Anh Việt thì bị rồng rồi, anh Việt cái bách rồi, em thua anh Việt ạ. Ba anh Việt. Đi trước. Thả cái lần. Bông ơi. Thả cái lần kìa. Tôi muốn thả cái lần kìa. 14 máu ạ. Bùm.
Toang rồi. Chưa miếng. Má lo kịp định chứ giống mình thì mình toang luôn vãi lồn. Bích mẹ con ép để con ra dơ, hai ra dơ luôn ạ. Ờ đội hình này AFK điếu thuốc cũng thắng. Nghe em tôi à? Gì đây? Phải lần hết lại. Phải lần hết lại. Thuyền đến. Tùm. Toang. Thôi xong rồi. Anh Quân, anh rồi. Anh Quân đánh em đúng một nốt nhạc chết. Phải lồn. Quân đánh anh này. Em Đức Anh này. Vậy em đi đến nơi rồi. Anh xong lát rồi này. Gu Nick. Gu Snick. Đủ. Đủ mát. Phá. Đủ. Ra à. Đắc cơ nắc. Bái mẹ rồi hình đi mua cũng mới. Chưa đã khu đâu, vẫn còn ấy này. Đồn má con S nữa đâu. Thì con S nữa. Giờ mới là con lon được lui khỏe. Đéo ra DK. Bên này ra DK đẩy đón nhặt. DK, Việt Vũ Ba nhặt hết mẹ rồi. Thịt quá. Ừ, ra thai này, vẽ lồn hết nhở. Mua mẹ đây. Thôi con nào giờ đây. Được. Ma. Đủ. 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 Thích hợp linh. Phải lên vào mặt. Ừ, bây giờ rồi. Ê, không đối thủ rồi. Nào. Ui. Chết hết kìa. Ui vãi lồn. Mệt. Vãi lồn. 9 máu ạ. Thôi toàn rồi. Trung Quốc khỏe quá đi cầm mẹ nè. Chưa chắc. Ừ, chết rồi, chết rồi. Là nghe lấy mắt à. Thua rồi, cái đồn ma mày. Bài xấu. Ui, quá. Anh gần chết rồi này. Là nghe lấy mắt khỏe hết à. Thua rồi. Sao chết thử mới. Sao biết anh nghe thấy mà. Anh nên nhớ là ở nhà có vợ chở vợ che nhá. Ờ anh có thể về chứ. Ủa má đéo ra rồi, toang rồi. Anh ơi em còn làm bài, em phải làm số lại. Mai sao mai mở vô. Chiếu thì máy mà em phải hiểu được. Ngay quân B. Phát. Đi. Đéo ra là luôn. Thì mình rất thích chiến thảo chơi Luna nhá. Luna nhưng mà vấn đề là kiểu nó bị kích thì 200% máu à. Đi con mẹ anh Nhật đi trước rồi. 200 máu thì con mẹ. Ui chú có 1 máu kìa. Ui. Ngày mai nhá, cả cái đống này lên đưa cô nhá, cô bài cái cho bà. Nào. Mẹ nay giờ nhân phẩm không tốt. Đấy ra con gì? Kiểu có lo được lui là. Đi bè mất đi bè mày 50 60 tiền đéo ra S2. Thì bè lừa vãi lồn. Sao ta đéo bao giờ chơi bộ lồn này nữa. Lồn ba mày gặp quân B luôn này. Anh cầm con SF từ đầu. Quân B chơi hai con Archimedes ạ.
chị này không sợ. Thuyền đến. Em chết rồi. Dạ. Em chết rồi. Dạ. Đấm. Em biết đấm. Ôi. Đấm 10 lại. Ma nó. Game là dễ. Em bị trước anh Việt đấy, vẫn luôn. Anh chết rồi mà. Nghe anh Thành Nê đi chưa? Thôi trận này tụt. Nghe anh Thành Nê 1% máu ạ. Anh Việt trước mình. Anh Thành Nê vẫn cứng rắn. Má nó cay quá. Bịt mẹ đéo râu ra cái gì luôn. Lộn quần thêm. Tâm du ba kìa. Nghe anh em đẹp lắm. Ui lên 9 rồi à? Mình vẫn đang 7. Con bê quy nói. Ồ, NMSI này mạnh phết nhờ. Đi rồi. Thủ đám rơm đấy. Trung Quốc đi rồi. Anh Nê trước rồi. Anh Nê về vừa. Anh không để ý, anh mà Trung lên. Trung Quốc lên khỏe vãi luôn. Ăn đấy. Mất nhiều tiền quay quá. Đánh Hunter đéo bốc được con tăng nào. Đi mẹ lúc tù chảy. Rồi, anh em đen lắm. Hai con nữa là ra. Lon là đuôi đâu đi. Quân B, quân B, ui. Du 2 luôn. Con nào, con nào? Này á. Cho hút máu cho con chôn đi, quân. Cũng chẳng cần đâu, bởi vì là bây giờ nó phải 6 con. Anh quân này, cho bờ linh vào con du ấy. Nên cho nên nó xoay hết cả đội hình luôn. Hợp lý vãi luôn. Bờ linh. Con này ra mới chỉ 4, cũng chưa có lộ tại kệ. Đùa, trận này tướng 4 sao sang hết thằng bên cạnh đi, mẹ anh bốc chẳng đưa con lồn rồi. Trẻ đẹp quá. Anh em đẹp lắm. Quân cho Linh vào con nèo ngoài cho nó bên Linh vào giữa team nó, cô bố. Trung Quốc đi à, Trung Quốc gặp ai đi rồi. Trung Quốc thu quái. Quân này. Rồi. Em cho con đeo Linh vào nèo ngoài cho vào giữa team nó, cô bố. Quân B gặp thì cũng có B cũng phải tắt điện. E và Mo là con lồn nào đấy anh Việt. Cho con Dung cầm bờ linh ấy. Trời ơi. Cho Dung cầm bờ linh ấy. Rồi. Còn nữa. Có rồi. P là P nhìn căng nhờ. Không nhìn, không bao giờ không nhìn thấy sao. Mẹ lao nữa. Đây, nhìn phóng em này. Đâu em ở đây. Đấy, từ đi. Em đẩy lúc rồi đấy. Đẹp kịp rồi. Không, giờ cũng bê cái nước sợ. Giờ đừng xả sợ nào hết rồi. Chưa nào, còn bên đây một đống nữa này. Ây. Không ai hoan được đâu. Ăn làm sao được. Đi bèo ghê, hai mấy máu chết luôn. Gặp phân vi tắt điện luôn. Rồi. À nhà ok, ác phết này, 80 chích rồi đấy. Đấy. Kinh đấy, ra gì đấy, team bơ bao rồi này anh Quân. Đâu. Team này đéo ăn thua. À. Tim này nhưng mà tim này không có đam. Thôi, đi ra hút thuốc. Tim này đéo bốc được bom với cả đi về máy bay. Vứt. 60% máu mà. Liệu trong ba dao có chết sạch không? Ôi, còn 2 sao khủng nữa. Ôi, khỏe đấy. Khỏe bóng chết à? Bay người luôn. Team này chỉ được lúc đầu thôi. Ai khấu mà. Hai dao nữa mày chết. Mấy con cây thì sao phế mà. Em bảo anh bán mấy tướng đi. Chơi game nhanh anh ạ. Thật. Anh bán mấy tướng đi. Bán tướng đâu hơn thì sao? Đâu hơn cứt. Vẫn thế nhỉ. Quân bài quân thì chả quân nào. Bán hết tướng đi anh ạ, em thật. Game mới nhanh anh. Cầm cự cố làm gì. Cái bài low hope đéo đam. Đéo bao giờ gáy được. Đi mẹ kể cả thêm mẹ con ba nữa. Chả thế. Toàn tanh ạ. Mới lại còn 8 con nữa.
ông đéo áp tê vờ gãy. Ui 10 rồi, phải đấy. Bảo sao mình thua không? Chắc quá, thua rồi. Đi đồ cục kìa. Bán đi về nhé, không bỏ chờ mấy trong. Thôi, anh có con chưa? Dạ. Đấy, hai, ba tên. Ba tên đi họp thì cơ mà. Ôi ôi, ôi. Thôi thua rồi. Hết game. Em bán cái tướng đi. Anh cầm cự cố làm gì? Đùa thằng kia nó ngồi nó quay chắc ra Archimedes mẹ ba đấy. Quân đâu? Quân áp cái đứa thuốc rồi anh ạ. Thì anh đã nghỉ đâu em ơi. Tạm biệt. Vãi con Poison ông vẫn giữ áp lên ba được. Mẹ về lết toàn AOE đánh rắm phát chết. Thằng ơi, thằng ơi. Đi con mẹ xuống phát bị xóa một luôn. Bị uống thuốc mà không thắng. À. Nè. Si bà. Ê. Tụi phát hai tay cả. À. Một kia một coi. À. Alo. Đi con mẹ nó đòn kìa. Quân bị xóa bốn rồi. Đức Anh tụi xuống bị xóa một luôn à. Anh thương cả lấy lòng rồi này. Ghép sau hướng Cần Ai là vừa anh. Xuống hội hội Cần Ai Việt Nam là vừa. 1-2-3-1 nhá. Ok chưa, nhưng mà em đã chơi đâu. Nào. Cái này đội hình cho tu. Alo. Đang định gọi là gì nhở? À, em đi vào có tầm 50 tiền là em sẽ ngồi em drone ra con Enigma để cho đội hình anh này lủng luôn. Đội hình đấy đã lủng rồi, làm sao đú được. Nhưng mà không, biết đâu người ta bật được anh thì em lên Enigma. Wow. Nhìn cái ê, team này chẳng có tí đam nào bật là bằng gì. Không đánh có tí đột biến. Vào đây anh phát 1-2-3-1. Anh ở. Vào đâu đấy? Vẫn team này đây. Nhầm rồi. Anh đang xem đéo ai à? Sao lại xem nhỉ? Vào lobby mà. Đang full rồi. Đâu, làm gì có ai? Thế này. Lobby full cái rồi. Anh rời lobby rồi đấy. Vài cái lobby rồi. Được không? Đây anh đang lá. Anh rời, anh liên PT. Anh liên PT này. Vào PT. Rồi như nào? Đấy rồi, rồi đây. Anh Sơn ơi! Chơi được không? Chơi được không? Chơi được không? Thời đủ. Anh Việt thấy em trồng bánh không anh Việt? Trồng bánh game mình. Mẹ, bài lực từ đâu như thế thì anh quỳ. Đứng ở cạnh quân bề thì mẹ lủng thật. Ủa, hệ sản chết 2 rồi, địt mẹ mình nhanh kinh khủng, nhanh khủng khiếp rồi. Ông Độ, 2.600 kẹo ạ, à, vãi lồn. Độ nạp tiền rồi. Vậy mình nhiều thế. Quay hết tất cả các con tướng. Vào anh Việt. Anh vào rồi mà.
Chiều ai đây? Bắt đầu rồi. Đó còn thiếu mấy ông bạn. Mọi người bây giờ mình nạp và quay xong thì mẹm sau nó mở bán trong shop. Sơn sơn ạ, thằng ấy bên đây. Quê vẽ lùn luôn. Kinh mới mua chuột à? Mới mua chuột à? Tiền đấy. Nhiều tiền đấy. Thôi nó không chơi đâu. Cảm ơn bạn đã mời donate, đợi mình một tí mình chơi lại xin tí.